Rồi. Như vậy thì ở trong này chúng ta sẽ có một số thành phần chúng ta sẽ sử dụng ở đây. Như vậy thì cái bài này các bạn thấy là cái layout của mình nó có nhiều cái cách để mình set cái layout cho nó. Nhiều cách để set layout cái bài này của chúng ta. Như vậy thì để làm được cái bài này bước đi chúng ta sẽ đặt các thành phần. Phim này có những thành phần nào? Thứ nhất là video. Đây là một thành phần và trong này có nhiều cái thành phần nhỏ ở bên trong. Một cái thành phần này nữa là cái này là gì? Toolbar. Bất kỳ ứng dụng nào chúng ta cũng có toolbar. Và một cái nữa là cái nội dung test area, bởi vì nó có nhiều dòng thì chúng ta xài test area. Cái này là gì? Test view, được chưa? Như vậy thì để mà xây dựng được cái cấu trúc này thì nó có nhiều cách. Chúng ta có thể đặt cái này nguyên cả cái frame này. Layout là border layout. Bạn có thể dùng grid layout hoặc là grid path layout tùy các bạn, nhưng mà thầy dùng cái cơ bản nhất là border layout. Bạn này thì để là bắc, bạn này thì để cực nam, ở giữa có gì? Ở giữa có nguyên có xung quanh và test area. Như vậy ở giữa này mà mình có hai cái thì mình nên đặt nó ở trong một cái panel. Trong này mình đặt một cái panel mà mình đặt cái thằng này cực bắc, thằng này ở giữa. Như vậy là mình đã setup được cái layout cho cái bài này, được chưa? Rồi trên cái menu, trên cái menu thì chúng ta có, để mà đặt được menu lên thì chúng ta có menu bar, thành menu. Trên thành menu này chúng ta sẽ đặt được menu file, menu color, menu system. Và ba cái này thì nó thuộc cái lớp là D menu. Còn nguyên cả cái menu lớn thì nó là D menu bar, được không? Rồi trên một cái menu, ví dụ như là menu file, mình sẽ liệt kê xuống dưới. Đây, liệt kê xuống dưới thì mình sẽ có một cái menu nhỏ là new, một cái là open, một cái là save. Nhưng mà ba cái nhỏ này nó là z menu item. Nếu như mà bạn muốn đưa cái menu nhỏ vô đây thì cái này nó trở thành z menu. Đó, bạn cứ muốn thì bạn đẻ ra, muốn bao nhiêu cấp thì cứ đẻ ra. Và cơ bản của nó có những lớp, một là D-Mediation, D-Medium, C-Medium. Thì có ba cái lớp này để mình xây dựng được phần video, được không? Đối với lại Toolbar thì Toolbar thì các bạn sẽ dùng cái Z-Toolbar, Z-Toolbar. Và trong Toolbar thì các bạn có thể đưa một cái button vô đây. Đưa cái button vô đây. Như vậy bạn chạy cái button vào. Đi cái chạy nhờ. Đấy. Tech field. Đấy, như vậy thì các bạn sẽ bắt đầu xây dựng. Vậy thì mình sẽ xây dựng cái gì trước, cái gì sau. Ha, khi mà các bạn làm thì các bạn không nên hoang mang, không nên làm cùng một lúc, mà các bạn sẽ làm từ từ, sẽ test từ từ. Và các bạn khi mà code lại cái code của thầy, hoặc là code ở trên slide, hoặc là các bạn code theo YouTube, bất kỳ YouTube nào, thì các bạn cũng làm từng phần và chạy được để test cái đã. Chứ đừng có code từ đầu đến cuối, nó đổ một giày luôn mà không chịu sửa. Đến khi sửa không biết đường sửa đâu hết.
cứ có mà lỗi đỏ là sửa ngay, không có để nha. Rồi, như vậy thì mình sẽ demo vô cái này và các bạn, thầy sẽ làm step by step và cố gắng làm chậm. Các bạn chú ý giúp thầy, mình nêu một cái class mới và trong class này thầy để là demo menu K4. Khi mình mở một cái class như vậy thì chưa có gì hết, mình sẽ viết những cái hàm liên quan. Ví dụ mình sẽ viết là public static void main. Bình thường thì chúng ta tạo nó ra, nó sẽ được như thế này. Khi các bạn chạy lên, nó sẽ cho mình gì? Rồi, chỉ có vậy thôi. Nhưng nếu như chúng ta biến nó thành gframe thì sao? Thì bản thân cái demo menu K4 nó trở thành một cái gframe. Và các bạn viết giùm cho thầy một cái hàm khởi tạo public demo menu K4, được không? Rồi, trên này mình sẽ xài nó bằng cách demo menu K4. Chỗ này rồi, cái này là cấu trúc rất là cơ bản. Trong cái này mình sẽ set size cho cái reframe của mình, set size ví dụ mình cho là 800,650. This này là cái gì vậy? Là ai? À, chính xác, demo menu K4. Ủa, nếu vậy mình bỏ cái này đi thì sao nhỉ? Tại sao nó lỗi? Tại sao nó lỗi? Tại vì bản thân cái demo menu K4 làm gì có chuyện set size. Vậy tại sao set size được vậy? Tại vì gì? Tại vì bản thân cái demo menu K4 bây giờ nó là gì? Reframe. Nhớ chỗ này nha. Đôi khi chấm bài hỏi đấy. Thì tại sao mà mình set size được là lý do nó kế thừa. Cái này là Java 1 rồi. Đó, cái này là quay lại Java 1 rồi, kế thừa nha. Rồi, trong này mình có set gì nữa nào? Set default. Các bạn bỏ vô đây số 3 cho nó nhanh. List.setLocation cho nó nằm giữa. Rồi còn set gì nữa không? Set layout. Set layout new folder layout. Bạn có thể canh chiều ngang, canh chiều dọc, khoảng cách giữa các đối tượng trong layout. Và các bạn chấm tiết chấm set visible. Cái này nên để cuối cùng nha. Cái này nên để cuối cùng. Rồi, sau khi mà chúng ta đã tạo được các đối tượng như vậy thì ở nội dung bên trong chúng ta sẽ code ở trong này. Chạy lên thử nào. Đây, menu của mình, cái cửa sổ của mình đã có đây rồi. Nhưng mà trên này nó không có cái tiêu đề thì mình làm gì? À, set tiêu đề cho nó. Chấm set title. Demo menu K4. Rồi, xong.
trong này chúng ta cần cái gì? Thứ nhất, chúng ta cần một cái menu ở trên. Chúng ta cần một cái panel ở giữa. Chúng ta cần một cái tab fill ở dưới. Như vậy mình có 3 thành phần. Thì mình khai báo trên này cho thầy 3 thành phần. Chỗ này khai báo biến toàn cục. Mình có biến gì? Thứ nhất, mình có G menu bar. Mình đặt là G menu bar bằng new, bỏ bằng cũng được, bằng luôn cũng được, new trước cũng được ha. G menu bar chấm phẩy. Rồi mình thêm gì nữa? Cpanel. Cpanel. Cpanel bằng new Cpanel chấm phẩy ztestfield. Ztestfield. Mình có TXT, chỗ này người ta để là TXT gì đây? TXT, TXT, thôi gì cũng được, kệ đi. Show đi ha. Bằng new ztest, ztest field. Và mình đặt chỗ này là Apple Java 3. Apple Java 3. Rồi, ở dưới này mình sẽ thêm các đối tượng vào. Như vậy this.add, mình sẽ add cái gì vào trước? Add cái menu bar vào trước. G menu bar. Và mình đặt nó folder layout chấm. Chấm gì? Sao? Hay là nào? Nào, đặt trên cực bắc. Rồi, chỗ này this chấm cpanel và folder chấm layout chấm center. This chấm s à tt sau chấm folder layout chấm sau. Rồi khi mình chạy lên có gì không? Chỉ có thằng cuối cùng, menu chưa có gì, panel chưa có gì. Đó, cho nên mình không thấy. Được chưa? Nếu cần thì chỗ này để cho dễ thấy, cpanel mình set background cho nó một cái coi. Hoặc là set border tùy các bạn. Ví dụ như vậy thì các bạn sẽ thấy nó đỏ ao luôn. Ở trên này nó có G menu rồi đó, nhưng mà nó nhỏ quá, không thấy. Được chưa? Rồi, chỗ này mình cho màu đỏ nó hơi căng ha, bỏ đi, tí nữa tính sau, mình lấy lên để thấy thôi. Bây giờ mình sẽ làm đến cái menu nè. Như vậy thì mình add từ nhỏ đến lớn và làm từ trên xuống dưới. Như vậy thì mình hồi nãy là mình đã add được cái G menu bar rồi, tức là cái thằng lớn rồi. Như vậy mình cần có menu file, menu colors, menu system. Thì mình phải làm phía trên. Làm phía trên là trên đây. Ở đây là menu bar nè. Thì mình phải làm phía trên này. Vậy mình cần đến cái gì nữa? Khai báo biến tiếp. Cần đến cái gì nữa chỗ này? Mình sẽ có G menu
Gmenu. Gmenu bằng G menu file bằng new Gmenu. Gmenu. Rồi. Hả? Ủa, thiếu gì? Ừ, quên. New. Ok, tiếp tục. Thêm một bạn nữa là color, một bạn nữa là system. Rồi, chỗ này. Kịp không? Như vậy đủ để hiển thị chưa? Chưa. Chỗ này ở mình trước đó mình phải add cái thêm các menu vào menu bar. G menu bar chấm add G menu file. Tương tự như vậy. Mình sẽ add Gmenu color. Ơi, color bị thiếu chữ O rồi. Colors. Rồi. Rồi, Gmenu system. Được chưa? Add ba cái thằng con này vào cha. Rồi add cha vào ông nội. Được không? Tiếp, chạy lên coi. Đây, file color system. Được không? Tiếp. Bây giờ mini file nó có ba con. Menu file có ba con. Vậy trên này, ở chỗ menu file này khai báo ba con, và ba con đó nó có cái lớp là G menu item. Thì mình có G menu item new bằng new G menu item. Nhiều không? Khá là nhiều ha. Thôi chỗ này mình khai báo biến trước đi, rồi tí nữa mình new sau. Mình khai báo biến trước. Ok. M hoa. C menu item. Phải. Open. Gmenu item save. Rồi. Dưới này. Trước khi mà chúng ta thêm như vậy thì chúng ta nói là thêm từ nhỏ đến lớn, từ trên xuống dưới. Vậy thì mình chèn vô đâu? Chèn vô đây. Thêm các menu item vào menu file. Được không? Như vậy thì mình sẽ lấy menu file. G menu file. Chấm add cái gì? G
chưa có ra menu item, mình phải new cái đã. G menu item new bằng new G menu item. Chỗ này thầy để chữ thôi, chưa có gì hết. Rồi sau đó thầy sẽ add G menu item new. Rồi thử một cái thôi. Thấy new chưa? Tiếp tục mình chỉ cần thêm này. Mình có open, mình có save, rồi chỗ này đổi lại như vậy, mình đã có được ba ba em nhỏ bên trong. Bây giờ thêm icon vô cho nó. Thêm icon vào. Thì trước khi mình new ở đây thì mình tạo một cái icon. Làm sao để tạo icon đây? Dùng cái lớp image icon. Thầy để là icon new bằng new image icon. Chỗ này hơi phức tạp một tí, lý do là để mình set cái icon cho nó có cái size nhỏ. Rồi các bạn chú ý cái code chỗ này giúp thầy, dài dài quá làm biến. Rồi như vậy chỗ này nó có gì? Thứ nhất là new image icon, nhưng mà bên trong này là new một cái nữa. Chấm get image, chấm get scale 20 20 20 là cho nó nhỏ. Cái icon của mình nó nhỏ lại 20 pixel thôi. Dù là cái hình của bạn nó lớn chừng nào thì nó cũng cho ra mình 20 pixel thôi. Như vậy thì tại sao mà thầy đưa được cái đường dẫn tương đối ở đây? Thư mục này lưu chỗ nào? Hôm trước mình có nói rồi, nhớ không? Thư mục icon này lưu ở đâu? Lưu trong thư mục của Rosset. Rosset của mình nằm đâu? Rosset của mình nằm ở C. Đây. Rosset của mình đây. Như vậy các bạn thấy nó có cái thư mục là view nè, nb rosset nè, sort nè, test nè. Thì mình chép cái thư mục icon của mình vô đây. Được không? Trong thư mục icon này các bạn thấy cái chữ new nha. Thấy icon lớn không? Rất lớn nha. Nhưng khi mình chạy chỗ này thêm vô đây icon new vô đây, chạy lại thấy new nhỏ xíu không? Đó, tương tự như vậy thì các bạn sẽ đặt luôn các cái icon khác vào, được không nào? Rồi bây giờ thầy sẽ ví dụ đến cái phần system. System của mình có gì? System của mình có exit. Thầy bắt cái sự kiện exit vô. Như vậy làm thế nào để bắt sự kiện? Nhớ không? Như vậy ở chỗ này chúng ta lại có thêm menu gì nữa? Chúng ta sẽ có menu ở đây. Menu item
A pound at 3 menu item acid xuống dưới đây. Trước khi chúng ta add vô thì chỗ này chúng ta sẽ thêm menu item vào menu system được không? Được không nào? Như vậy thì mình có g menu item about bằng new g menu item vào us. Rồi mình thêm một cái nữa, c menu item acid bằng new z menu item e acid. Rồi mình làm gì nữa nào? G menu system không có. Ủa sao tự nhiên nó không có? G menu system chấm add G menu powers chấm z me new acid. Rồi sự kiện của mình như vậy đủ à, mini như vậy add đủ chưa? Chạy thử coi system có about acid được không. Bây giờ mình sẽ bắt sự kiện cho các bạn acid nè. Bắt sự kiện cho bạn acid. Những công việc mình cần để bắt sự kiện là mình làm gì? Thứ nhất, muốn lắng nghe sự kiện thì làm sao? À, implement cái gì? Action listener. Làm gì nữa? Viết cái gì? Viết cái override này quen không? Override lại cái phương thức này. Phương thức này mình sẽ làm gì? String bằng e.get action command. Rồi làm gì nữa? Switch str. Nếu như có giá trị bằng gì mình đang muốn là xử lý sự kiện của menu nào? Acid. Thì làm gì? Chú ý chỗ này giúp thầy. Khi mà các bạn dùng cấu trúc sticky thì cố gắng ở trong cái phần key này gọi hàm, không viết code trực tiếp. Tại vì sao? Tại vì ở cái sự kiện này các bạn có thể viết một cái đoạn code rất là dài mà các bạn đẩy trực tiếp vô sheet key thì các bạn quản lý nó rất là mệt, được không? Vậy bây giờ giả sử thầy viết cái hàm acid ở bên ngoài, viết cái hàm acid ở bên ngoài. Acid thì system.acid
không? Tại sao acid không? Chỗ này mình gọi cái hàm on acid. Được chưa? Như vậy sau này các bạn xử lý các sự kiện, ví dụ như là new, open, save hoặc là colors, bạn cũng phải viết ở bên ngoài hết. Còn bạn nào mà viết code ở trong cái sheet key luôn thì không nên. Tất cả mình đưa ra ngoài hết nha. Đưa ra mình viết một cái hàm ở bên ngoài để gọi vào. Chạy nha. System. Mình bấm acid nó sẽ làm sao? Kỳ vậy. Không như mình nghĩ ta. Lý do ai? À, chưa acid sự kiện. Chính xác. Ad ở đâu đây? Dòng máy. À, 65 enter xuống. Z menu acid chấm add action listener. Được chưa? Kịp không? Kịp. Zin file system. Wow, hay quá. Hên. Được chưa? Bây giờ mình cần thêm gì nữa nè? Icon mình có rồi. Mình cần thêm gì? Cần thêm gì? Control N, Control O, Control S. Làm sao? Hoặc là cái phím nóng. Phím nóng N này. Làm sao? Set cái gì cho cái item này? Set gì cho cái item? Như vậy, mình giả sử mình quay trở lại cái menu new này đi. Item menu. Như vậy, mình sẽ ở chỗ này. Mình lấy cái item new này, mình sẽ làm gì để cho nó xuất hiện được phím nóng đây? Giả sử mình chọn set, set cái gì? Đây, key store này mình để gì? Cái này mình gặp ở đâu rồi ta? Có không? Rồi, đặt dấu hỏi cho các bạn. Tạm thời bây giờ mình code đến đây đi. Nãy giờ thấy nhiều đó. Mấy bạn mà làm không quen là code lại là cũng hơi dài rồi đó. Được chưa? Rồi, tạm dừng video ở đây. Mình code đến đây trước đi cái đã.